Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Vặt 389. Thông thường thì mọi khi mình vẫn làm việc và xử lý tất cả các video của Mẹo Vặt 389 ở trên một cái chiếc màn hình laptop như thế này. Đây, nó là 15,6 inch. Và ngày hôm nay video này mình sẽ giới thiệu đập hộp một cái sản phẩm mà nằm trong cái dự tính của mình. Mình đang tính là sẽ nâng cấp cái bộ một bộ dàn máy vi tính. Và ở đây thì hôm nay trực tiếp ở đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc màn hình. Bây giờ mình chưa có đủ tiền để mua được tất cả bộ cái cây và cái màn hình luôn một lúc. Vì vậy mà ngày mình sẽ mua màn hình trước và mình sẽ kết nối với laptop để chúng ta làm việc cho nó được rộng cái mắt đó. Rồi sau có tiền thì mình lại nâng cấp tiếp cái bộ cây sau. Đó là bộ cây mình sẽ cấu hình, tự cấu hình và tự lắp ráp chứ không mua bộ cây nguyên các bạn nhé. Ok, và vào vấn đề chính thì ngày hôm nay mình sẽ đập hộp một cái sản phẩm. Đó là một chiếc màn hình vi tính hiệu Asus và nó có mã là VX279. Cái màn hình này thì mình mua online. Nó có giá tùy theo từng website thì nó sẽ có giá là trên dưới 5 triệu. Ok. Và ở đây thì ngay cái mặt trước này, các bạn thấy mặt trước thì mặt sau nó như này hết ạ, nó giống nhau. Nó có đề các cái những cái công nghệ của nó này. Và ở đây cái mặt hôm nay bên đây mặt bên phải thì nó có ghi các cái thông số như là nơi sản xuất rồi mã vạch rồi các thứ. Dưới đây thì là tem phân phối của nhà phân phối FPT. Và cái mặt bên kia thì không có gì cả. Rồi, và bây giờ mình sẽ mở hộp ra xem bên trong nó có những cái gì nhá. Và chúng ta sẽ cùng nhau kết nối để xem cái hiệu quả nó làm việc như thế nào nhá. Đây, bên trong các bạn có thể thấy là khá là nặng các bạn. To khủng khiếp, vật vã luôn. Màn hình này nó có bề rộng là 27 inch. Rồi. Đấy. Tất cả chúng ta sẽ có như thế này. Và như ở đây các bạn thấy là phụ kiện. Ở đây có một cái tờ quyển hướng dẫn sử dụng. Cái này chắc chả có ai bao giờ đọc cả. Và ở đây các bạn thấy là có một cái jack. Jack này là jack 3,5 ly. Jack này dùng để kết nối âm thanh vào cái màn hình này. Thứ hai là một cục nguồn. Cục nguồn này rất là giống cục nguồn laptop của mình nha. Cục nguồn của màn hình. Thứ ba ở đây là một cái jack VGA. Đấy, nhà sản xuất Asus cho rất là nhiều phụ kiện nha. Thứ tư là cái jack này để cắm nguồn. Đấy, cái jack nguồn để chúng ta cắm vào cái cục adapter này. Đấy, ta cắm vào đây. Bên đây có hai cái này thôi. Đây là một cái jack HDMI để chúng ta nối vào màn hình. Lại thêm một cái jack nguồn nữa. Đấy, cho nhiều jack nguồn này. Đây cái. Đây lại cái nữa. Rồi. Tiếp đến nữa đây. Đây là một chiếc chân đế. Chân đế của cái màn hình này. Rồi ok. Và chúng ta sẽ mở ra xem cái màn hình như nào nhá. Đấy. Rất là cẩn thận đúng không ạ? Bọc rất là cẩn thận và rất là nặng. Gồng tay lên với nâng được các bạn ạ. Quá nặng luôn. Rồi. Quá nặng. Ok. Trước mắt các bạn hiện tại bây giờ đây là một chiếc màn hình máy tính Asus có kích thước là 27 inch và nó có thiết kế theo kiểu là tối ưu khung viền này. Các bạn thấy đấy, dường như các bạn sẽ thấy nó không có viền đấy, thấy không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta kết nối và lắp ráp. Thì ở đây các bạn thấy đây, dưới đây cái chân này nó đã có sẵn rồi. Và bây giờ ở đây thì có một cái chân đế như này thì chúng ta chỉ việc ghép lại thôi, nó khá là đơn giản, không có một cái gì là gọi là phức tạp cả. Và trên đây có cái núm xoay, các bạn xoay vào. Ok. Và bây giờ đặt lên bàn, khá là nặng các bạn. Rồi chúng ta có thể bẻ lên, chúng ta có bẻ lên thoải mái. Rồi ok. Đấy, như các bạn thấy. Ok, và đây là toàn bộ
chiếc màn hình Asus của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ngắm các khía cạnh của nó và những phím chức năng, những trang bị ở trên cái màn hình này nhé. Đầu tiên các bạn thấy ở trên mặt trước này, mặt trước của màn hình này nó có cho một cái logo của Asus nằm ngay ở giữa. Và sang bên phải nó có các cái phím chức năng. Phím chức năng thì chắc chắn là cái màn hình nào nó cũng có cả, nên là chúng ta cũng không còn lạ lẫm gì đối với các phím ở trên màn hình này, đúng không ạ? Ở đây các bạn có thấy là những cái nốt nó lồi lồi ra như này. Đấy. Thế nhưng mà nó không phải là bếp nút nhấn đâu các bạn nhé. Nó là cảm ứng đấy. Khi các bạn nhấn là quẹt quẹt thế này. Ok. Và sang bên đây, sang bên trái này, nó có vài cái công nghệ để tích hợp lên cái màn hình này. Ví dụ như là tấm nền IPS này, rồi sử dụng kết nối HDMI này, MHL này. Nói chung là nó cũng rất là thông thường thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ sang bên cạnh bên. Mình sẽ xoay. Đấy, các bạn thấy là cái khung viền này nhìn rất là phê đúng không ạ? Đấy, khung viền của nó hầu như là không có khung viền luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ quay. Đấy, các bạn thấy không ạ? Nhìn nó thì cũng không phải là màn hình mỏng đâu, không phải là màn hình mỏng nhất. Nhưng đối với cái màn hình này như thế này là đặt yêu cầu của mình rồi. Ok rồi. Đấy. Và chúng ta sẽ xem mặt sau nhé. Mặt sau thì hơi bị bóng. Cái mặt sau này bóng như thế này thì nó có rất dễ là bám vân tay. Thế nhưng mình nghĩ cái bám vân tay hay không đối với màn hình máy tính thì nó không quan trọng. Bởi vì là mình làm có làm gì đâu đến cái màn hình này mà đụng vào suốt ngày đâu mà phải lo nó bám vân tay, đúng không ạ? Thấy mấy diễn đàn cứ bảo là bám vân tay. Nói tóm lại là cái màn hình này có để chắc là nó để nằm cả năm mình không đụng đến, đừng nói là bám vân tay. Và tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ đến với các cổng kết nối của nó. Các bạn có thể thấy là bên trái cùng nó có một cái cổng. Cổng này là cổng nguồn vào của màn hình này. Và có hai cổng HDMI trên MHL. Cái điểm mình thích nhất ở cái màn hình này là nó có hai cổng HDMI. Đó là điểm mình thích nhất. Và thứ hai nữa là cái cổng VGA. Cổng VGA rất là phổ biến đúng không ạ? Ở đây nó có hai cổng audio, một cổng là jack 3.5 đầu vào, một cổng là jack 3.5 đầu ra để chúng ta nối ra loa này hoặc là tai nghe các thứ để chúng ta nghe. Và ở đây các bạn thấy một cái nhãn hiệu của hiệu Asus. Nếu như bạn nào muốn tham khảo về cái màn hình này, các bạn có thể sử dụng các cái mã này VX279 hoặc là VX279H trừ gì. Đấy là cái tên của cái màn hình này. Và cái năm sản xuất của cái màn hình này là 2016. Rồi ok. Tiếp đến nữa, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một điểm nữa. Ở đây thì cái màn hình này nó được hỗ trợ hai chiếc loa trong. Có nghĩa là màn hình nó có loa trong đấy. Các bạn không có loa thì các bạn nghe tạm cái này cũng được. Thì ở trong đây thì nó bổ sung hai chiếc loa. Trang bị hai chiếc loa 1.5W mỗi loa, tổng công suất của hai loa là 3W, bên đây một cái và bên đây một cái, hai bên hai cái, để chúng ta có thể nghe được âm thanh stereo. Và chân đế này nó sử dụng chân đế hình tròn theo cái kiểu như là giống hình của mặt trăng đấy. Tiếp đến nữa thì mặt trên đây, mặt trên nhìn xuống các bạn thấy là nó cũng không phải là dày lắm đúng không ạ, cũng khá là mỏng đúng không ạ? Đấy, đối với mình là mình thấy ưng ý rồi, chưa phải là mỏng nhất nhé, còn màn hình còn mỏng hơn nữa thôi. Và ở đây thì các bạn thấy có một cái tem này là tem của nhà phân phối FPT, một nhà phân phối có thể nói là rất là uy tín đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kết nối xem nó khả năng hiển thị của nó như thế nào nhá. Việc đầu tiên chúng ta sẽ cấp nguồn cho cái màn hình này nhá. Thì ở đây thì các bạn thấy là cái phụ kiện của nhà sản xuất Asus người ta cung cấp cũng khá là đầy đủ. Jack HDMI cũng có, jack VGA, rồi jack nguồn, rồi jack âm thanh đều có đủ hết. Và ở đây thì jack nguồn các bạn rất là dễ kết nối thôi. Đấy, cắm vào này. Cái này thì cắm vào màn hình, cái này thì cắm vào ổ điện, điện lưới. Đây, chúng ta sẽ cắm vào đây. Ok, thứ nhất là nguồn. Thứ hai, các bạn sẽ sử dụng jack
HDMI. Vì ở đây mình sử dụng kết nối HDMI vào laptop để nhân rộng cái màn hình lên để chúng ta làm việc cho nó dễ dàng hơn nhé. Đây, các bạn có thể lựa chọn HDMI 1 hay HDMI 2 cũng được thôi. Cắm vào. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ cắm. Để nó vào đây. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng cổng HDMI. Bên kia mình cắm vào màn hình rồi. Còn bên này mình sẽ cắm vào máy tính, vào laptop, hoặc là các bạn cắm vào cây máy tính cũng được. Rồi, như vậy là đã kết nối. Ở trên đây có phím nguồn, thì các bạn chỉ cần nhấn cái này cái thôi là nó sáng lên, là nó chạy đấy. Rồi, có logo nhà sản xuất. Sau đó anh ấy nhảy ra HDMI 2. Nó tự tìm kiếm trong hai cổng HDMI. Nếu cổng nào có tín hiệu thì nó tự bật lên. Như các bạn vừa thấy đấy, nó bật lên HDMI 2, nhưng mà mình cắm HDMI 1, nó tìm thấy HDMI 1 có tín hiệu, nó bật lên luôn. Và bây giờ hiện tại thì cái hai cái màn hình nó như nhau. Các bạn có thể thấy đấy, rất là to đúng không ạ? Nếu như các bạn để như thế này thì màn hình ở bây giờ chúng ta đang cài đặt ở bên máy tính, ở laptop này, mình đang cài đặt là cái chế độ màn hình HD. Đối với cái màn hình này thì nó là vừa phải. Thế nhưng mà sang cái màn hình này nó căng lên như thế này thì chắc chắn nó sẽ bị vỡ hình và nhìn nó không được nét. Vì vậy mà mình sẽ cài đặt lại. Các bạn thoát ra màn hình chính. Đây ạ. Các bạn nhấn chuột phải. Các bạn xuống cái thứ hai từ dưới lên nhé. Đây mình dùng tiếng Việt, các bạn có thể dùng tiếng Anh cũng được, nhưng mà cái vị trí phím nó như nhau. Ở đây các bạn kéo xuống này, đây mình dùng Win 10. Rồi các bạn kéo xuống. Kéo xuống các bạn nhấn vào cái ô thứ hai này. Ô thứ hai này nhá. Và các bạn sẽ xuống cái phần dưới cùng. Có nghĩa là chúng ta chỉ hiện cái nội dung hình ảnh này lên cái màn hình thứ hai thôi, chứ không hiện lên cái màn hình laptop nữa. Các bạn nhấn vào và áp dụng, gọi apply đấy. Thì ngay lúc này màn hình laptop đã không sáng nữa. Nó sẽ hiển thị trên màn hình này. Thì như các bạn thấy là màn hình này bây giờ nó hiển thị lên, nó khác hẳn hoàn toàn như lúc nãy ạ. Lúc nãy chúng ta thấy là nó bị vỡ màn hình. Thế nhưng bây giờ thấy là nó đã cho ra cái độ phân giải Full HD. Rất là căng nét đúng không ạ? Đấy. Và vì cái lý do mình hay sử dụng vào cái mục đích là chỉnh sửa video hoặc là chỉnh sửa hình ảnh. Đấy, chính vì vậy nên là mình đã chọn màn hình này là màn hình 29 inch, 27 inch để có thể đáp ứng được nhu cầu làm việc. Đấy, các bạn thấy là nó là đã hiển thị lên cái chế độ Full HD đó. Bây giờ chúng ta sẽ thử mở một cái bộ phim 4K xem độ phân giải 4K xem là nó hỗ trợ màn hình có tốt hay không nhé. Ở trong phần này thì nếu các bạn kết nối như thế này rồi thì chiếc laptop chúng ta bây giờ nó giống như một cái cây đấy, nó không phải là một chiếc laptop nữa rồi. Đấy, các bạn có thể sử dụng phím trên đây, có thể sử dụng chuột trên đây, thế nhưng mà hình ảnh nó lại hiển thị chỉ mình trên đây thôi. Đấy, và nếu như các bạn mà dùng thêm con chuột và dùng thêm bàn phím ngoài đấy, các bạn cắm vào cái đầu USB để xuống đây thành cái bàn phím ngoài nữa, thì chắc chắn cái laptop này lúc đấy các bạn đóng lại sử dụng nó như là một cái cây thôi. Đó, màn hình hiển thị thì trên đây, chuột thì mình dùng chuột ngoài, phím mình dùng phím ngoài luôn. Rồi, và bây giờ mình sẽ tìm cái video 4K xem như thế nào nhé. Cái này nó có hai công nghệ rất là hay, cái màn hình này. Thứ nhất là công nghệ chống loa mắt, chống giật. Có nghĩa là như cái màn hình bình thường thì chúng ta quay video như thế này, các bạn sẽ thấy có những cái gợn sóng ở trên màn hình. Đó là bị giật, màn hình bị giật. Và cái màn hình này thì nó có công nghệ chống giật đó. Là thứ nhất, thứ hai nó là chống màn hình xanh. Như các bạn thấy đây là cái màn hình trắng này, cái màu trắng này nó là màu trắng, không có màu xanh đâu nha. Nếu như các bạn so sánh với cái màn hình laptop như lúc nãy, các bạn quay lại cái lúc nãy mình quay có cả hai màn hình đấy, thì các bạn sẽ thấy là cái màn hình này nó không xanh như màn hình laptop. Laptop nó xanh hơn nhiều. Và cái ánh sáng xanh thì như các bạn biết là nó rất là có hại cho con mắt của chúng ta.
Đây là một video 4K. Theo như mình được tìm hiểu nên trên các thông tin của các màn hình khác nhau, ví dụ như là LG này, Samsung này, Asus này, ViewSonic này, rồi Dell, HP, rất là nhiều hãng khác nhau. Thế là mình đem lại đánh giá thì theo cái sự đánh giá về cấu hình nhìn chung ở trên mạng thì mình cảm thấy là cái màn hình Asus này nó vượt trội hơn hẳn so với những cái màn hình khác. Đó là về độ tương phản. Độ tương phản nó hơn hẳn. Các bạn cứ tự tìm hiểu xem là sẽ biết. Là thứ nhất. Cái thứ hai là về cái cổng HDMI. Đấy, nó lại có hai cổng. Các màn hình khác thì đa số là có một cổng, còn cũng có những hãng nó có hai cổng nhưng mà nó lại kém hơn độ tương phản. Và về Samsung, so với tất cả các màn hình thì Samsung ăn đứt về cái độ sáng màn hình. Về Samsung độ sáng của nó là 300 CD trên mét vuông. Còn độ sáng của tất cả các màn hình khác là 250 CD trên mét vuông. Thì mình thấy là thông số như vậy thì Samsung nó cao hơn. Còn CD các thứ như thế nào thì mình không có rõ, nhưng đó là thông số. Và thực tế như mình nhìn vào thì đấy, các bạn thấy màn hình hiển thị rất là đẹp đúng không ạ? Ở đây thì có những cái phím chức năng thì các bạn thấy đấy. Chúng ta có 8 chế độ. 8 chế độ để chúng ta điều chỉnh cái độ sáng theo đúng tông màu mà chúng ta thích. Đấy. Ví dụ chế độ game này, rồi những chế độ cơ bản này, các thứ. Nói chung là mình không có giỏi tiếng Anh. Và chúng ta thấy cái màu nào nó hợp lý với cái mắt chúng ta thì chúng ta dùng thôi. Đó, ok. Tiếp theo nữa là có một cái chế độ. Đây các bạn đây. Cái chế độ này nó chia màn hình thành các cái màn hình Excel như này. À, màn hình để chúng ta chỉnh sửa hình ảnh văn bản. Các thứ, nói chung là nó hỗ trợ vẽ một cái khung hình ảo nằm đây cho chúng ta. Chúng ta làm việc cho nó đúng nhu cầu. Video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu. Không phải là giới thiệu mà nói là đập hộp đi. Đập hộp cái sản phẩm đầu tiên trong cái dự án nâng cấp PC của mình lên. Để có thể cho được những cái chất liệu video lớn hơn cho các bạn xem. Video nó được rõ nét hơn. Thì như cái laptop này thì mình chỉ có xử lý nó thành HD được thôi. Chứ lên Full HD nó hơi nặng. Vì nó chạy rất là lâu và trong khi đó màn hình rất là nhỏ. Khó nhìn lắm. Bây giờ mình đã lên được cái màn hình này rồi. Thì hôm sau mình sẽ có một cái video. Khi nào có điều kiện đã. Mình sẽ cấu hình một cái bộ dàn máy tính tầm trung thôi. Chứ mình cũng không có dạng khủng đâu. Thì mình sẽ có video quay lên các bạn sau. Bạn nào mà muốn ý định mà muốn mua màn hình máy tính ấy, thì đây là một cái video mình review và giới thiệu. Nó cũng chưa được chi tiết nhưng mà có thể là nói một cách khách quan, các bạn dễ hiểu thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.